Luận Đại Trí Độ, quyển 81. Phẩm thứ 68 tiếp theo, lục độ tương nhiếp tiếp theo. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong sàn đè ba la mật mà nhiếp năm ba la mật kia? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong sàn đè ba la mật, từ khi sở phát tâm đến khi tọa đạo tràng, trong khoảng giữa đó, nếu có chúng sanh nào sân giận đến mắng nhiếc hoặc chặt đứt tay chân, liền tự nghĩ rằng ta phải bố thí tất cả cho chúng sanh. Nếu chúng sanh cần ăn thì cho họ ăn, cần uống thì cho họ uống, dẫn đến cần bất cứ gì thì đều cho họ đầy đủ. Rồi đem hết thảy công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Khi hồi hướng, Bồ Tát chẳng sanh hai tâm, ai hồi hướng và hồi hướng về đâu. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sàn đè ba la mật mà nhiếp đàn ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong sàn đè ba la mật, từ khi sở phát tâm đến khi tọa đạo tràng, trong khoảng giữa đó chọn chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng tham các quả vị thành phận và bích chi Phật, rồi đem hết thảy công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Khi hồi hướng, Bồ Tát chẳng sanh ba tâm, ai hồi hướng, dùng pháp gì để hồi hướng và hồi hướng về đâu? Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sàn đè ba la mật mà nhiếp thi la ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong sàn đè ba la mật, phát sanh tinh tấn tự nghĩ rằng, nếu chỉ để khuyên dạy một người thọ trì năm giới mà phải đi vào một do tuần dẫn đến trăm ngàn vạn ức do tuần, phải qua một thế giới dẫn đến trăm ngàn vạn ức thế giới, ta vẫn phải tinh tấn hướng nữa là để dạy cho họ được quả Tu Đà Hoàn, dẫn đến được quả A La Hán, được quả Bích Chi Phật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Rồi phải đem hết thảy công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đều hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sàn đè ba la mật mà nhiếp tỷ lê gia ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong sàn đè ba la mật, ly dụng ly các bất thiện pháp, có giác có quán, ly sành hỷ lạc nhập sơ thiền, dẫn đến xả niệm thanh tịnh nhập đệ tứ thiền. Trong các thiền nếu có bao nhiêu tâm và tâm sở thanh tịnh, Bồ Tát đều đem hồi hướng về nhất thiết trùng trí. Khi hồi hướng, Bồ Tát ở nơi các thiền đều bất khả đắc. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sàn đè ba la mật mà nhiếp thiền ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong sàn đè ba la mật, quán các pháp là ly tướng, là tịch diệt tướng, là vô tận tướng, mà chẳng chứng tịch diệt tướng đó, dẫn đến tạo đạo tràng được nhất thiết chủng trí, rồi rời đạo tràng để truyền pháp luân. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong sàn đè ba la mật mà nhiếp bát nhã ba la mật, vì là chẳng thủ chẳng xả vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong tỷ thế gia ba la mật mà nhiếp năm ba la mật kia? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong tỷ thế gia ba la mật, thân tâm tinh tấn chẳng hề giải đãi, tự nghĩ rằng ta quyết phải được vô thượng Bồ Đề, chớ nên giải đãi vì lợi ích chúng sanh. Ta phải đi một do tuần dẫn đến trăm ngàn vạn ức do tuần, phải qua một thế giới dẫn đến trăm ngàn vạn ức thế giới để giáo hóa họ. Dù ta chẳng dạy được một người vào được Phật đạo hay vào được Bích Chi Phật đạo, Thanh Văn đạo, dẫn đến chẳng dạy được một người tu mười thiện đạo, thì ta vẫn chẳng giải đãi trong việc hành pháp thí và tài thí khiến họ được đầy đủ, rồi phải đem công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, chẳng hồi hướng về Thanh Văn và Bích Chi Phật điện. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong tỷ lê gia ba la mật mà nhiếp đàn ba la mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong tỷ lê gia ba la mật, từ khi sơ phát tâm đến khi tả đạo tràng, tự mình chẳng sát sanh, dạy người chẳng sát sanh, tán thán pháp chẳng sát sanh và hoan hỷ tán thán người chẳng sát sanh, tự mình xa lìa tà kiến, dạy người xa lìa tà kiến, tán thán pháp chẳng tà kiến và hoan hỷ tán thán người chẳng tà kiến, Bồ Tát an trú trong tỷ lê gia ba la mật như vậy, chẳng cầu phước báo ở cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, chẳng cầu Thanh Văn đạo và Bích Chi Phật đạo, rồi đem công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh
đồng hồi hướng về vô thượng bồ đề. Khi hồi hướng bồ tát tròn xanh ba tâm, ai hồi hướng dùng pháp gì để hồi hướng và hồi hướng về đâu, như vậy gọi là bồ tát an trú trong tỷ nơi ra ba la mật mà nhất thi la ba la mật. Này tu bồ đề, bồ tát an trú trong tỷ nơi ra ba la mật từ khi sơ phát tâm cho đến khi tạ đạo tràng, trong khoảng giữa ấy. Nếu có chúng sanh nào đến chặt chân tay, liền tự nghĩ rằng a chém ta, a chặt ta, ai cướp đoạt thân mạng ta, rồi lại tự nghĩ rằng ta có được đại lợi ích vì chúng sanh mà ta đã thọ thân này, hôm nay chúng sanh tự đến để lấy lại thân ta. Nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát chánh ước niệm thật tướng pháp, rồi đem hết thảy công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đã hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong tỷ lê gia ba la mật mà nhất sàn đề ba la mật. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong tỷ lê gia ba la mật, ly dục, ly các bất thiện pháp, có giác có quán, ly sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền, dẫn đến nhập đệ tứ thiền, nhập bốn vô sắc định, dùng bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả để làm lợi ích cho chúng sanh, dùng sáu pháp ba la mật để thành tựu chúng sanh, đi từ một Phật độ này đến một Phật độ khác để thân cận cúng dường chư Phật và gieo trồng thiện căn. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong tỷ lê gia ba la mật mà nhiếp thiền ba la mật. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong tỷ lê gia ba la mật, chẳng thấy có pháp đà ba la mật, chẳng thấy có tướng đà ba la mật, dẫn đến chẳng thấy có pháp thiền ba la mật, chẳng thấy có tướng thiền ba la mật, chẳng thấy có pháp bốn niệm xứ, chẳng thấy có pháp nhất thiết trùng trí, chẳng thấy có tướng bốn niệm xứ, chẳng thấy có tướng nhất thiết trùng trí. Bồ Tát hết thảy pháp là chẳng phải pháp phi pháp, chẳng phải chẳng pháp phi phi pháp. Ở nơi hết thảy pháp, Bồ Tát đều chẳng chấp trước, do chỗ làm của Bồ Tát đúng như chỗ nói như vậy. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong tỷ lê gia ba la mật mà nhiếp bát nhã ba la mật. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật mà nhiếp năm ba la mật kia? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật, ly dục, ly các bất thiện pháp, có giác có quán, ly sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền, dẫn đến nhập đệ tứ thiền, nhập bốn vô sắc định, dùng bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả trú trong thiền ba la mật, khiến tâm chẳng bị loạn động mà hành pháp thí và tài thí để làm lợi ích chúng sanh. Bồ Tát tự mình hành hai pháp bố thí đó, dạy người hành hai pháp bố thí đó, tán thán hai pháp bố thí đó và hoan hỷ tán thán người hành hai pháp bố thí đó, rồi đem hết thảy công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, chẳng cầu thanh văn và đức chi Phật đạo. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật mà nhiếp đàn ba la mật. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật, chọn chẳng sanh tâm dâm dục sân nhuế vô si, chẳng làm phiền nhiễu người, chỉ hành tâm trì giới tương ứng với nhất thiết trùng trí, rồi đem hết thảy công đức cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, mà chẳng hướng về thành văn và đích chi Phật địa. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật mà nhất thi la ba la mật. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật, quán sắc như đống bọt, quán thọ như bong bóng nước, quán tưởng như sóng nắng diệu, quán hành như lột mẹ chuối, quán thức như huyễn. Bồ Tát quán như vậy mà thấy tướng của tham ấm là chẳng kiên cố, nên hỏi: Người chém ta là ai? Người chặt ta là ai? Ai là người thọ? Ai là người hành? Ai là người tưởng? Ai là người phải thức? Ai là người mắng nhiếc? Ai là người bị mắng nhiếc? Ai là người phải sân giận? Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật mà nhiếp sẵn đề ba la mật. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong thiền ba la mật, đi rồi đi các bất thiện pháp, có giác có quán, đi sành hỷ lạc, nhập sơ thiền, dẫn đến nhập đệ tứ thiền, từ các thiền định phải sanh các thần thông, có thần túc tâm biến hóa, đi trên mặt nước như đi trên mặt đất, đi vào lòng đất như đi vào nước, có thiền nhĩ thông, nghe được tiếng của loài người và của các hàng trời, có tha tâm thông, biết được người khác nhiếp tâm hay loạn tâm, có tâm hướng thượng,
hay có tâm trạng ấn tượng, có túc mạng thông, biết được lời chúc của mình và của người, có thiền nhãn thông, biết chỗ thọ nghiệp báo của người. Bồ Tát trú trong năm thần thông, đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để thân cận và cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn thanh tịnh Phật độ. Thành tựu chúng sanh rồi đem công đức ấy cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đà. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thiền Ba La Mật mà nhất định ấy ra Ba La Mật. Nấy tu Bồ Đà, Bồ Tát an trú trong thiền Ba La Mật, chẳng đắc sắc, chẳng đắc thọ tưởng hành thức, chẳng đắc sáu pháp Ba La Mật, chẳng đắc bốn niệm xứ dẫn đến chẳng đắc nhất thiết chủng trí, chẳng đắc vô vi tánh, vì chẳng đắc nên chẳng tác, vì chẳng tác nên chẳng sanh, vì chẳng sanh nên chẳng diệt. Vì sao? Vì có Phật hay chẳng có Phật, thì pháp như pháp tướng, pháp tánh vẫn thường trú, chẳng có sanh diệt. Do vậy mà Bồ Tát thường nhất tâm tương ưng với nhất thiết chủng trí. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong thiền Ba La Mật mà nhiếp bát nhã Ba La Mật. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong bát nhã Ba La Mật mà nhất năm Ba La Mật kia? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong bát nhã Ba La Mật, chẳng đắc nội không, chẳng đắc ngoại không, chẳng đắc nội ngoại không, chẳng đắc không không, dẫn đến chẳng đắc chư pháp không. Bồ Tát trú trong 14 pháp không bất đắc đó. Thấy sắc dù là không hay là chẳng không đều là bất đắc. Thấy thọ tưởng hành thức dù là không hay dù là chẳng không đều là bất đắc. Thấy thọ tưởng hành thức dù là không hay dù là chẳng không đều bất đắc. Thấy bốn niệm xứ dẫn đến thấy vô thượng Bồ Đề, dù là không hay là chẳng không đều là bất đắc. Thấy hữu vi tánh, thấy vô vi tánh dù là không hay là chẳng không đều là bất đắc. Bồ Tát trú trong bát nhã Ba La Mật như vậy, vẫn hành bố thí mà vẫn quán bố thí là không. Bồ Tát quán bố thí là không, quán người hành thí, kẻ thọ thí, tài vật đem ra bố thí đều không, chẳng cho tâm sàn thang tắm trước sanh khỏi. Vì sao? Vì Bồ Tát hành bát nhã Ba La Mật từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, chẳng có tâm vọng phân biệt. Ý như chư Phật khi được vô thượng Bồ Đề chẳng có tâm sàn thang tắm trước. Bồ Tát hành bát nhã Ba La Mật cũng như vậy, chẳng có tâm sân tham đắm trước. Đó là vì Bồ Tát tôn trọng bát nhã Ba La Mật. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong bát nhã Ba La Mật mà nhiếp đàn Ba La Mật. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong bát nhã Ba La Mật, chẳng sanh tâm thanh văn và bích chi Phật. Vì tâm hướng về thanh văn và bích chi Phật là bất khả đắc. Bồ Tát từ khi sơ phát tâm cho đến khi tạo đạo tràng trong khoảng giữa ấy, tự mình chẳng sát sanh, chạy người khác chẳng sát sanh, tán thán pháp chẳng sát sanh, hoàn hỷ tán thán người chẳng sát sanh, dẫn đến tự mình chạy tà kiến, hay dạy người khác chẳng tà kiến, tán thán pháp chẳng tà kiến, hoàn hỷ tán thán người chẳng tà kiến, do nhân duy trì giới như vậy mà chẳng thấy có pháp để chấp. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong bát nhã Ba La Mật mà nhất thi la Ba La Mật. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong bát nhã Ba La Mật, tùy thuận pháp nhẫn, tự nghĩ rằng trong pháp này chẳng có pháp gì khởi hay diệt, sanh hay tử, chẳng có pháp gì là mắng nhiếc, là chặt chém, là đánh đập. Bồ Tát từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, đều có chúng sanh nào, nếu có chúng sanh nào đến mắng nhiếc, dẫn đến dùng đao trượng đâm chém đánh đập, thì vẫn giữ tâm bất động, tự nghĩ rằng trong pháp này chẳng có pháp gì cả, chẳng có ai bị mắng nhiếc, bị đâm chém, bị đánh đập mà chúng sanh vẫn thọ các khổ não. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong bát nhã Ba La Mật mà nhiếp sầm đà Ba La Mật. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong bát nhã Ba La Mật vì chúng sanh thuyết pháp dạy họ sáu pháp Ba La Mật, hành bốn niệm xứ dẫn đến hành tám thánh đạo, khiến họ được bốn quả thanh văn, quả bích chi Phật, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề mà chẳng trú trong hữu vi tánh, trong vô vi tánh. Như vậy gọi là Bồ Tát an trú trong bát nhã Ba La Mật mà nhất tỷ lê gia Ba La Mật. Này tu Bồ Đề,
Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật nhập vào tất cả các tam muội, ngoại trừ Phật tam muội. Tất cả các tam muội của Thanh Văn, của Bích Chi Phật, Bồ Tát đều vào được cả. Bồ Tát trú trong các tam muội thuận nghịch ra vào tám bối xả. Bối xả thứ nhất là trong quán sắc tướng ngoài quán sắc. Bối xả thứ hai là trong chẳng có sắc tướng ngoài quán sắc. Bối xả thứ ba là tịnh bối xả phần tác chứng. Bối xả thứ tư là quán hết thầy sắc tướng, diệt các tướng đối đãi, chẳng niệm các sắc tướng nhập hư không vô biên xứ. Bối xả thứ năm là vượt qua hư không vô biên xứ nhập thức vô biên xứ. Bối xả thứ sáu là vượt qua thức vô biên xứ nhập vô sở hữu xứ. Bối xả thứ bảy là vượt qua vô biên hữu xứ nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Bối xả thứ tám là vượt qua phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ nhập diệt thọ tưởng định.